Hành động và tội ác của Hồ Chí Minh. Tuy Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nền nếp, lễ giáo, vì cha là một nhà nho, nhưng Hồ không được cái may mắn thụ hưởng sự giáo dục đúng mức của cha mẹ. Mẹ Hồ mất sớm và cha vì mãi bận rộn sinh kế ở nơi xa lạ, bị thải hồi mất việc, phải lặn lội đó đây tìm sự sống, nên không có dịp gần gũi con cái. Tình cảnh ấy đã đưa đẩy Hồ tới nếp sống không kiềm chế, buông thả, dấn bước giang hồ, rày đây mai đó. Chính nếp sống lạc loài này đã tạo nơi Hồ tính khí ương ngạnh, bướng bỉnh và cuộc sống bon chen tranh miếng ăn từng ngày đã biến Hồ thành một con người điếm xảo, lừa dối, gian manh. Với quá trình mất nhân đức từ thuở thiếu thời như vậy, chuyện Hồ sau này manh tâm lừa thầy phản bạn không phải là chuyện nghịch lý. Quả đúng như tục ngữ có câu, cha mẹ sinh con không dễ sinh tính. Lúc 19 tuổi, Hồ Chí Minh đã lòn lách, xoay sở tìm được một chân bồi tàu cho người Pháp. Vừa tìm kế sinh nhai, vừa có dịp học hỏi người ngoại quốc. Đối với họ hàng, làng nước, làm cho tay, dù là nghề thấp nhất trong nấc thang giai cấp, cũng là một điều đáng hãnh diện. Cho nên Hồ có quyền phần nào đó tự hào được phục vụ cho ông Tây bà Đầm trước sự thán phục của làng nước. Nhờ nghề bồi tàu, Hồ có dịp lưu lạc sang Đức Pháp. Rồi sau khi bỏ việc dưới tàu, Hồ lên bộ liên tiếp làm một số nghề khác. Phu quét đường, bồi bàn ở các hiệu ăn, chụp ảnh dạo. Cuộc sống khá vất vả, thiếu thốn và tủi thân. Vốn có tài xoay sở, Hồ thấy trường thuộc địa có thể là giải pháp cho cuộc sống bế tắc của mình. Từ đó mộng làm quan bừng dậy trong lòng, nên cuối cùng Hồ quyết định nộp đơn xin học, nhưng bị từ chối như đã trình bày ở chương trước. Mối bất mãn hận đời đã phát sinh ra từ đó, khiến từ một tay gian manh vặt, Hồ trở thành một kẻ giang hùng lớn bất cần đời. Thuộc loại hận đời đen bạc, để che giấu tông tích, Hồ đã mang nhiều tên khác nhau, phải chăng để dễ bề dấn thân vào tội ác và phản trắc. Từ chỗ lừa gạt tiền bạc đồng hương sinh sống tại hải ngoại, đến lừa gạt chính phủ Pháp, trốn tránh dưới pháp luật. Không bút nào ghi chép cho hết được. Ở đây chúng tôi chỉ xin ghi lại một cách tổng quát những hành động phản trắc và những tội ác lớn gieo tai ương thảm khốc cho quốc gia dân tộc Việt Nam mà thôi. Khi bắt đầu lưu lạc trên đất Pháp, Hồ được các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền cho ăn nhờ ở đậu vì biết Hồ Chí Minh là con của nhà nho Nguyễn Tất Sắc bị thất sủng. Nhờ uy tín của các ông, Hồ làm quen với sinh hoạt chính trị tại Pháp, dần dần được kết nạp vào đảng xã hội Pháp. Sau khi tạm đủ cơm no áo ấm, từ một đảng viên xã hội nhỏ bé, Hồ Chí Minh không được mấy thỏa mãn, tham vọng, đã ngấm ngầm len lỏi vào hàng ngũ đảng Cộng sản Pháp, từ giã các ân nhân xa lánh đảng xã hội. Sau đó được dịp tháp tùng phái đoàn đảng Cộng sản Pháp dự hội nghị Cộng sản ở Nga. Tại Nga, khéo cúi lòn nịnh nót, Hồ được lòng đảng Cộng sản Nga và được cho vào học trường Đại học Đông Phương ở Mạc Tư Khoa. Nhờ vậy, Hồ được Nga tin dùng làm tay sai hoạt động trong vùng Đông Nam Á. Đầu tiên, Hồ Chí Minh được Nga phái sang Trung Hoa hoạt động chống chính phủ Quốc dân đảng, đồng thời tìm cách du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Tại đây, Hồ vừa cải trang làm người Trung Hoa dưới cái tên Lý Thụy để tuyên truyền thu hút người Trung Hoa tin theo lý thuyết Cộng sản, vừa khoác lớp áo người Việt Nam yêu nước để đánh lừa sự cảm nể của một số đông thanh niên Việt Nam và các nước láng giềng đến học quân sự, chính trị tại trường Võ Bị Hoàng Phố, Trung Quốc. Hồ Chí Minh vừa dùng tình cảm dụ dỗ thanh niên nghe thuyết Cộng sản, vừa dùng mưu độc ác. Nếu ương ngạnh không chịu đầu phục, Hồ sẽ mật báo Pháp để chặn bắt khi trở về nước. Bất cứ lúc nào và nơi nào Hồ Chí Minh cũng áp dụng quỷ kế độc ác, gian manh bằng tuyên truyền, dụ dỗ, đầu độc lý thuyết Cộng sản hoặc bằng hành động cưỡng bức, dọa dẫm bằng vũ lực.
Hồ Chí Minh từng lập mưu bắt Phan Bội Châu, lãnh tụ phong trào Đông Du, bán cho người Pháp lấy 10 vạn đồng, tức 100.000 đô. Lúc bấy giờ, cụ Phan tin và nghĩ rằng Cộng sản cũng yêu nước như phe quốc gia, nên liên hệ với họ và bị tên Lâm Đức Thụ dụ mời đến một địa điểm ở Thượng Hải mà cụ không biết là thuộc tô giới của Pháp. Cụ bị cảnh sát Pháp bắt, đưa về Việt Nam và xử tội tử hình, sau đêm an trí tại Huế và mất năm 1940. Một số nhà cách mạng Quốc dân đảng Trung Hoa nghe tin cụ Phan lâm nạn, tìm dò hỏi một đồ đệ ruột của Hồ Chí Minh. Tên này đã thuật lại và giải thích. Cụ Phan đã già lẫn, không ích lợi gì cho cách mạng. Việc cụ Phan bị bắt và xử án lại gây được phong trào tại quốc nội có tinh thần phản đối chống người Pháp. Các tổ chức cách mạng tại quốc ngoại có thêm được sự tín nhiệm của người Pháp, lại có được phương tiện đưa thêm một số thanh niên trong nước xuất ngoại hoạt động cho cách mạng. Thật vậy, Hồ Chí Minh dùng tên Lâm Đức Thụ, tên thật là Nguyễn Công Viên, con dao hai lưỡi, một thời cộng tác với cụ Phan, được cụ nâng đỡ và tin cẩn, nhưng lại là cộng sản tay sai của Hồ Chí Minh, đã âm mưu bán cụ cho Pháp chia tiền. Phần tiền của Thụ chia được trong vụ này cũng như nhiều việc khác giúp hắn sống một đời xa hoa nhất tại Hồng Kông. Việc buôn bán cách mạng này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm. Mỗi thanh niên Việt Nam quang phục hội hoặc bất cứ tổ chức nào khác sang Trung Hoa đều phải nộp cho Lâm Đức Thụ hai bức hình mới chụp, hoặc cho y chụp phải trả một số tiền nhỏ nói là để lập hồ sơ vào học trường quân sự Hoàng Phố. Đến ngày thanh niên, sinh viên tốt nghiệp ra trường thì số phận của những người ấy đã được định sẵn. Những kẻ ngoan ngoãn theo Cộng sản gia nhập vào thanh niên cách mệnh đồng chí hội thì được an toàn trở về Việt Nam bí mật hoạt động theo chỉ thị của Hồ Chí Minh. Còn những ai cứng đầu, khăng khăng giữ vững lập trường quốc gia, hễ qua biên giới Việt Hoa thì nhất định bị mật thám Pháp bắt và cầm tù. Vì Hồ Chí Minh hoặc Lâm Đức Thụ đã trao cho Pháp một tấm ảnh kèm theo lý lịch vẽ vời để lấy một số tiền công từ lãnh sự của Pháp. Sự việc này liên tục xảy ra khiến cho phong trào quốc gia tại Việt Nam vô cùng khó khăn về nhân sự. Mất liên lạc với trụ sở hải ngoại, những người từ trong nước phải đi liên lạc với bên ngoài cũng thường bị Pháp bắt vào tù hoặc bị Việt Cộng hăm dọa, dụ dỗ, thu hút mất. Do đó, thanh niên sinh viên Việt Nam tốt nghiệp trường Hoàng Phố hoặc những ai từ Việt Nam ra đi hoạt động mà không chịu theo Cộng sản, không dám trở về Việt Nam, chỉ còn cách gia nhập quân đội Quốc dân đảng Trung Hoa để tạm sống và chờ thời. Nhưng Quốc dân đảng Trung Hoa mỗi ngày một sa sút, ảnh hưởng rất lớn đến phong trào quốc gia Việt Nam và đó là cơ hội có lợi cho Cộng sản bình trướng. Tên Lâm Đức Thụ có công đắc lực bán thanh niên, sinh viên Việt Nam cho Pháp chia tiền với Hồ Chí Minh. Nên lúc bấy giờ tại Trung Hoa, Thụ được mọi người gắn cho cái tên là Lái Thanh Niên. Và ông ta trở nên một người giàu có, sống xa hoa tại Hồng Kông. Khi Nhật thất trận, các đảng phái đồng loạt vận động toàn dân đứng lên khởi nghĩa năm 1945. Cộng sản giấu mặt núp dưới chiêu bài Việt Minh để liên kết và lợi dụng các đảng phái quốc gia, dần dần cướp đoạt quyền chính trị, thanh toán các lãnh tụ quốc gia hoặc chỉ cho giữ những chức vụ bù nhìn. Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lúc bấy giờ Lâm Đức Thụ ở Hồng Kông quen nếp sống xa hoa nhưng không còn thanh niên để bán, trở nên túng thiếu, phải trở về Việt Nam đến ý kiến Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hứa che chở cho Thụ về quê sống yên ổn. Tuyệt đối không được tiết lộ tất cả những gì của hai người đã hoạt động làm ăn thuở trước. Tuy vậy, con người Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề ra khẩu hiệu thà giết lầm còn hơn bỏ sót, để chấm dứt những gì từng xấu xa, bỉ ổi trong quá khứ. Không còn lo lắng phân vân, nhân cơ hội quân đội Pháp tấn công đánh chiếm gần Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Hồ Chí Minh chỉ thị cho cán bộ Việt Minh đến nhà Lâm Đức Thụ
bắt bỏ vào rọ, mang đi thả trôi sông. Thụ để lại một vợ tàu và hai đứa con lai. Trong cẩm nang của đảng, hầu hết những lãnh tụ đảng phái quốc gia, quan lại thời Pháp, các cộng sự viên hoặc đảng viên nhất thời đều là thành phần lần lượt bị thanh toán, tùy theo giai đoạn và trường hợp thuận tiện. Thi hành chỉ thị của Liên Xô năm 1924, Hồ Chí Minh đến Quảng Châu từ Mạc Tư Khoa, rồi vào tháng 6 năm 1927, Hồ Chí Minh trở về Mạc Tư Khoa. Năm 1930, Hồ Chí Minh lại đến Hương Cảng, Cửu Long, hoạt động, bị bắt rồi được phóng thích. Hồ Chí Minh tìm cách trở lại Nga, ẩn náu một thời gian. Mãi đến năm 1938, Hồ Chí Minh trở lại Diên An, Hành Dương, Quế Lâm, Long Châu, Trùng Khánh, Côn Minh, tỉnh Tây Bắc, Bách Sắc, vùng biên giới Hoa Việt. Trong thời gian hoạt động tại Trung Hoa, Hồ Chí Minh sử dụng nhiều lý lịch ngụy tạo mang các tên sau đây: Lý Thụy, Vương Sơn Nhi, Vương Đạt Nhân, Lão Vương, Tống Văn Sơ, Hồ Quang, Hoàng Quốc Tuấn, Lão Trần, Thu Đại Gia. Đội lốt, người Việt yêu nước chống thực dân Pháp để thực hiện mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam và bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại vùng Đông Nam Á, Á Châu. Hầu hết các tổ chức của người Việt yêu nước chân chính đang lưu vong hoạt động tại Trung Hoa, quan niệm bạn thù rất đơn giản. Bất cứ người Việt nào có chủ trương chống thực dân Pháp đều là bạn, là đồng chí hướng nên sẵn sàng hợp tác. Hồ Chí Minh đã lợi dụng sự sơ hở đó, gài các cán bộ cộng sản vào các tổ chức của người Việt không cộng sản để rồi tạo ra sự chia rẽ, phân hóa, gây sự mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau. Để rồi các thế lực của các đảng phái quốc gia dần dần bị vô hiệu hóa và trở thành vây cánh làm lợi cho sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Điển hình các cán bộ cộng sản đội lốt quốc gia đã xâm nhập và phá hoại: Hoàng Văn Hoan, Lý Quang Hoa, Trịnh Đông Hải, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Phùng Chí Kiên, Cao Hồng Lĩnh, Lê Tùng Sơn. Chính Hoàng Văn Hoan thuộc Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam khi bị phe Lê Duẩn, Lê Đức Thọ thanh trừng chạy qua nương nhờ Trung Cộng đã tiết lộ rõ ràng trong quyển sách Giọt nước trong biển cả, gọi là hồi ký cách mạng của y. Nhờ thủ đoạn phá hoại, Hồ Chí Minh có cơ hội hoạt động mạnh hơn, tổ chức nhiều chi nhánh cộng sản tại các nước lân bang và được ngay chỉ định nắm chức vụ tổng vụ Đông Nam Á. Lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho các đồ đệ dưới quyền thủ tiêu không biết bao nhiêu thanh niên yêu nước, nhất là các thanh niên Việt Nam không theo cộng sản. Thời kỳ này, Hồ Chí Minh được sự tín nhiệm của quan thầy Stalin nhưng vẫn còn phải dùng tên là cộng sản Lê Hồng Phong, một đồ đệ của quốc tế cộng sản, tuyệt đối trung thành nên được Stalin tin cẩn. Vai trò thực sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là của Lê Hồng Phong. Hồ Chí Minh vẫn là phụ tá. Hồ tìm mọi cách dùng thủ đoạn tiếm chức đoạt lấy ngôi vị lãnh đạo. Hồ đã bí mật thông đồng chỉ điểm cho Pháp bắt Lê Hồng Phong rồi bị xử tử năm 1940. Từ đó Hồ được ngay chỉ định thay Phong giữ chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1938. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên lại là Đảng Cộng sản Đông Dương, bao gồm cả Miên và Lào, cho thích hợp với hoạt động sẵn có của Hồ. Từ thời điểm này, Hồ chọn hang Bắc Bó, vùng núi Bắc Việt giáp ranh Trung Hoa, làm căn cứ hoạt động, tổ chức các cơ sở cộng sản cùng khắp nước Việt Nam. Lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh vẫn giữ kế sách chỉ điểm cho Pháp theo dõi bắt bớ các đảng phái quốc gia yêu nước, khiến họ phải chịu muôn vàn khó khăn và nhiều người bị chết dần mòn trong lao tù. Đây là dụng ý lập công với Pháp mà vẫn che giấu được giả tâm mượn tay thực dân Pháp tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Về những biến cố xảy ra gây thống khổ cho nhân dân dưới hình thức các khủng bố lẻ tẻ do thực dân Pháp thực hiện tại các ấp, xã, Hồ Chí Minh đổ tội cho người quốc gia gây ra, hoặc ma mãnh biến thành
các thành công của các đảng phái quốc gia trở thành thành công của đảng Cộng sản để lấy lòng dân chúng, nhất là giới công nhân và nông dân, thuyết phục họ coi Cộng sản là kẻ bênh vực quyền lợi cho họ. Khi Nhật cướp chính quyền trong tay người Pháp tại Việt Nam, Hồ Chí Minh dùng chiêu bài giả hiệu bài phong phản đế để liên kết với các đảng phái quốc gia yêu nước nên được sự ủng hộ của toàn dân. Từ đó, dù đã có được một thực lực mạnh, Hồ Chí Minh vẫn tìm mọi cách thủ tiêu người quốc gia yêu nước. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và rút về nước năm 1945, Pháp quay trở lại xâm chiếm Việt Nam. Hồ Chí Minh vội vàng liên kết chặt chẽ với các đảng phái quốc gia mà vẫn giấu kín vai trò làm tay sai cho Cộng sản quốc tế, thành một liên minh các tổ chức chính trị trong nước kêu gọi toàn dân đứng lên chống Pháp, giành độc lập cho nước nhà. Nhờ thành lập bởi sự kết hợp các đảng phái quốc gia yêu nước nên mặt trận Việt Minh được sự ủng hộ nhân tài, vật lực của toàn dân, tạo được một thế nhất trí mạnh mẽ. Từ đó, một chính phủ lâm thời mệnh danh Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gồm đủ các thành phần được khai sinh. Hồ Chí Minh tranh giữ chức chủ tịch, hai phó chủ tịch là Nguyễn Hải Thần và Huỳnh Thúc Kháng và các bộ trưởng phần đông thuộc các đảng phái quốc gia. Nhờ đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được toàn dân nhiệt liệt tham gia. Sau khi ổn định khá thành công về mặt nhân dân, Hồ Chí Minh chỉ còn một bài toán để giải quyết là tìm phương thế, thủ đoạn để ám hại những phần tử yêu nước, đầu độc, ám sát, rồi đổ tội cho tay sai của giặc Pháp, chơi trò ném đá giấu tay, chung quy cũng chỉ nhắm vào mỗi một mục đích là bành trướng thế lực của Cộng sản. Quyền hành chính phủ, Hồ Chí Minh đã nắm trọn, mặc dù phó chủ tịch và một vài bộ trưởng trong chính phủ không phải là đảng viên Cộng sản, họ vẫn là bù nhìn. Mặt khác, Hồ ra sức củng cố lực lượng cán bộ, thanh lọc hàng ngũ và biến mặt trận Việt Minh thành đảng Cộng sản Việt Nam với danh xưng bề ngoài là đảng lao động Việt Nam. Để dân chúng không nghi ngờ, Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán đảng Cộng sản, thành lập đảng lao động gồm công nhân và nông dân, với trọng trách lãnh đạo cuộc cách mạng chống Pháp, dành độc lập cho đất nước Việt Nam mà thôi, và đề ra khẩu hiệu phản đế bài phong, chống thực, áp dụng chủ trương tàn bạo, giết lầm hơn bỏ sót. Từ đó, một mặt Hồ Chí Minh ra sức khủng bố, thủ tiêu mọi thành phần trong nước không ưa thích Cộng sản, gồm có trí thức, địa chủ, tư sản, tiểu tư sản, các đảng phái quốc gia. Mặt khác, Hồ Chí Minh vội vã bắt tay với người Pháp xin xỏ được thừa nhận Việt Nam vào khối Liên Hiệp Pháp bằng Hiệp ước Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Nội dung Hiệp ước Sơ Bộ này quy định nước Pháp thừa nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia thuộc khối Liên Hiệp Đông Dương của Liên Hiệp Pháp, có chính phủ, quốc hội, quân đội và tài chính riêng. Theo Hiệp ước Sơ Bộ này, thì quân đội Pháp vẫn có nhiều quyền tại Việt Nam, nên họ không ngần ngại đổ quân chiếm đóng hết vị trí này đến vị trí khác. Do đó, Hồ Chí Minh là người đã rước Pháp vào Việt Nam, tức rước voi dày mã tổ, và cũng từ đó cuộc chiến tranh bùng nổ giữa Pháp và Việt Nam kéo dài hơn 8 năm trời. Chính nhờ cuộc chiến tranh ấy mà Hồ Chí Minh mới có lý do tiêu diệt các đảng phái quốc gia trong nước, chụp mũ là thân Pháp, Việt Giang, phản động. Tổ chức phát triển đảng Cộng sản lớn mạnh khắp các hang cùng ngõ hẻm. Pháp xâm chiếm tấn công mạnh và kéo dài chừng nào thì Cộng sản Việt Nam càng phát triển mạnh chừng ấy, vì chỉ tạo thêm uy tín cho Cộng sản, đồng thời giúp họ thêm cơ hội để tự gán cho mình là có chính nghĩa. Suốt thời gian này, Hồ Chí Minh âm thầm nhận lệnh từ phía quốc tế Cộng sản. Trong khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã sử dụng cả nguồn nhân tài vật lực của toàn dân để củng cố thêm sức mạnh cho đảng Cộng sản do Hồ lãnh đạo. Pháp càng đánh chiếm thì uy thế của Cộng sản Việt Nam càng mạnh, các đảng viên Cộng sản càng trở thành những chiến sĩ chân chính giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước Việt Nam, và Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng lãnh tụ cách mạng.
Thời may ngáp phải rồi, thế chiến thứ hai đã thay đổi, nên cuộc chiến tranh tái chiếm lục địa của người Pháp không thể nào thực hiện được nữa. Lợi dụng tình thế thuận lợi, Hồ Chí Minh ra lệnh mở cuộc tấn công đại quy mô nhắm vào căn cứ đầu não kiên cố của Pháp tại Điện Biên Phủ với sự viện trợ tối đa của quốc tế Cộng sản, nhất là Trung Cộng, ồ ạt đổ vào Việt Nam qua biên giới Việt Trung, mở rộng vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, lương thực, chuyên gia, binh sĩ, kể cả các tướng lãnh chỉ huy mặt trận. Nga Xô vận động với Pháp chấm dứt cuộc chiến tranh mà không mất mặt nhiều. Do đó, Pháp đã hưởng ứng và hội nghị Geneva được triệu tập năm 1954. Hội nghị vừa đàm thì Hồ Chí Minh ra lệnh vừa tích cực đánh mạnh hơn, quy mô hơn vào Điện Biên Phủ, gây tổn thất nặng nề cho quân đội Pháp, khiến họ phải đầu hàng ngày 7 tháng 4 năm 1954. Vội vã ký hiệp định chia đôi Việt Nam tại ranh vị tuyến 17, Hồ Chí Minh là người phân chia đất nước để rồi hai bên đánh nhau triền miên. Một điều được thấy rõ trong và sau Thế chiến thứ hai và Đông Dương, Việt, Miên, Lào đứng ngoài sự can thiệp của Hoa Kỳ và Liên Xô. Nhưng điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh không chủ trương đoàn kết dân tộc để tranh thủ độc lập qua con đường thương lượng hòa bình như hầu hết các nước Á Châu và Phi Châu. Hồ Chí Minh lại chủ trương kháng chiến, rồi trường kỳ kháng chiến, đem cả dân tộc lao đầu vào cuộc chiến tranh, vô nghĩa làm nơi thử lửa của tư bản và cộng sản từ năm 1945 năm 1954. Kết quả Việt Nam phải bị chia cắt thành hai nước, được hai khối tư bản và cộng sản hỗ trợ. Cuộc chiến thứ hai năm 1954 năm 1975 trở thành trận địa đọ sức của hai khối cộng sản và tự do, thêm một lần nữa khiến cho quê hương Việt Nam điêu tàn và dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh nồi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn, Bắc Nam đánh giết nhau suốt hai cuộc chiến năm 1945-1954 và năm 1954-1975, để rồi đem lại đau thương, nghèo đói và mọi giá trị đều bị phá hủy tận gốc rễ. Cũng trong thời kỳ này, Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều chính sách tàn bạo song song với biết bao thủ đoạn dã man chưa từng thấy trong lịch sử với chủ trương không theo Việt Minh là chống kháng chiến là Việt Giang. Hồ Chí Minh là con người phi dân tộc nên chọn lựa của Hồ Chí Minh là phi nhân, phi nghĩa, cho nên Hồ Chí Minh đã chọn chủ nghĩa Mác Lê áp dụng triệt để chủ nghĩa này. Lenin chủ trương bạo động và giết người theo quan niệm của Lenin là bằng mọi phương cách, mọi trạng thái. Giết nhãn tiền, giết nhẹ nhàng, giết tập thể, giết từng người một, giết bí mật, giết công khai, giết có dàn cảnh, giết lén lút, giết những kẻ chỉ trích, giết để diệt đối lập, giết những người vô tội, giết để khủng bố quần chúng. Cuộc tàn sát dân lành ở Huế trong Tết Mậu Thân 1968. Cuộc tàn sát học sinh, sinh viên ở Thiên An Môn, Bắc Kinh tháng 6 năm 1989 là biểu hiện kỹ thuật giết người của Cộng sản. Giết người là kỹ thuật cướp chính quyền, giết người là kỹ thuật giữ chính quyền, chủ nghĩa Mác Lê là như vậy. Chế độ Cộng sản trang bị kỹ thuật giết người bằng luật pháp để giết người một cách hợp pháp là nhân danh cách mạng, tòa án nhân dân, đấu tranh giai cấp, trại tù gọi là cải tạo. Để thấy rõ hơn về hành động và tội ác tày trời của Hồ Chí Minh qua chính sách cải cách ruộng đất tại miền Bắc vào các năm 1955-1956. Thực sự, chính sách ruộng đất theo mẫu mực của Trung Cộng qua các cố vấn chỉ đạo đã diễn ra từ năm 1952-1953 tại những vùng do Việt Minh kiểm soát, gọi là vùng giải phóng. Điển hình là hai tỉnh Thái Nguyên và Thanh Hóa để nâng cao khí thế của nông dân, đội cải cách ruộng đất được quyền giết hại các địa chủ mở đầu từ Thái Nguyên, sau đó lan tràn khắp nơi. Cảnh tượng hành quyết địa chủ làm cho nhân dân khiếp sợ và vô cùng xúc động. Vì sắp ký kết Hiệp định Geneva, Hồ Chí Minh ra lệnh tạm đình hoãn để trấn an dư luận và cũng để hãm bớt những đợt di cư vĩ đại của đồng bào miền Bắc vào Nam.
Thế mà cũng có gần 1 triệu người di cư vào Nam, mặc dù Việt Cộng ra sức ngăn chặn. Sau khi thiết lập hệ thống kiểm soát và củng cố lại quyền hành độc đoán, Hồ Chí Minh quyết định tái phát động chính sách cải cách ruộng đất bởi luật cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh ban ngày 14 tháng 6 năm 1955. Một ủy ban cải cách ruộng đất được thành lập như sau: Trường Chinh, Đặng Xuân Khu, Tổng Bí thư Đảng làm chủ tịch; Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Bộ Chính trị làm phụ tá cho Trường Chinh; Lê Văn Lương, Ủy viên Bộ Chính trị làm phụ tá cho Trường Chinh; Hồ Viết Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng làm giám đốc. Hồ Viết Thắng đã theo học tại Trung Cộng về các phương pháp kích động nhân dân trong chính sách cải cách ruộng đất. Sau khi học tập tại Trung Cộng, Thắng trở về Bắc Việt và được Hồ Chí Minh giao trọng trách thành lập Trung tâm Đào tạo Cán bộ Cải cách ruộng đất. Trung tâm này được tổ chức bí mật tại Cao Bắc Lạng. Tiếp theo đó là những khóa huấn luyện cấp tốc, các cán bộ cải cách ruộng đất được đưa về các tỉnh theo đơn vị cấp tỉnh gọi là đoàn. Mỗi đoàn có khoảng trên 100 cán bộ, chức vụ đoàn trưởng tương đương với chức vụ bí thư đảng cấp tỉnh. Đoàn trưởng trực tiếp nhận lệnh và báo cáo thẳng về Trung ương, không qua trung gian bộ máy nhà nước hay đảng ở cấp địa phương. Tổ chức của đoàn gồm có nhiều đội, tùy theo nhu cầu. Mỗi đội gồm có 6 hay 7 đội viên, đội trưởng được chọn lựa trong số các bần cố nông hoặc bần nông. Những người này đều đã tham gia vào cuộc cải cách ruộng đất trước đây 1952-1953. Đội cải cách ruộng đất có quyền hành tuyệt đối, nên lúc bấy giờ tại miền Bắc có câu nhất đội nhì trời. Thành phần xã hội tại các địa phương được sắp xếp như sau: bần cố nông, bần nông, trung nông cấp thấp, trung nông cấp cao, phú nông, địa chủ thường, địa chủ cường hào ác bá, địa chủ phản động. Chế độ độc tài Hồ Chí Minh còn bày ra trò hề tòa án nhân dân để giết người một cách ghê rợ, tàn ác, dã man hơn. Cái gọi là tòa án nhân dân được thành lập tại nơi diễn ra cải cách ruộng đất. Tòa án này do một quan tòa chủ tòa được lựa chọn trong số các đội viên của đội cải cách ruộng đất. Một biện lý đại diện nông dân xã ấp quan biện lý này đã từng là người làm kẻ ở, làm thuê, làm mướn hoặc là tá điền của địa chủ bị đấu tố. Quan tòa và biện lý đều có trình độ học vấn rất thấp. Chưa học hết lớp 3 bậc tiểu học, dốt nát quê mùa lại được đặt để vào địa vị cao trong xã hội nên họ sẵn sàng tuân lệnh của cấp trên một cách mù quáng. Chẳng những thi hành chỉ thị của cấp chỉ huy không sai một ly mà đôi lúc còn quá hơn nữa. Do đó các phiên xử án của tòa án nhân dân chỉ là một thủ tục, một cái trò hề để hợp thức hóa các bản án do cấp trên đã quyết định sẵn từ trước. Địa điểm thiết lập tòa án nhân dân thường ở một khoảnh đất hoang, ngoài bìa làng hay trong sân đình, sân chùa. Bị cáo phải quỳ gối trước bàn quan tòa hay hai tay bị trói thúc ké ra phía sau lưng, phải cúi mặt nhìn xuống đất và không bao giờ có được một lời biện hộ, đừng nói chi đến luật sư. Lần lượt diễn tiến của phiên tòa là tố cáo tội ác của bị cáo. Lúc đó tha hồ cho dân chúng chửi rủa, thóa mạ, sỉ vả, bạc tai, đấm đá, khạc nhổ vào mặt bị cáo. Sau cảnh tượng tra khảo, mạ lị thậm tệ này, đến phiên quan biên lý buộc tội mà bị cáo không được quyền biện bạch hay minh oan. Mặc dù những lời tố cáo chỉ là những điều bịa đặt, nói xấu một cách vô căn cứ, nạn nhân không làm gì khác hơn là lặng thinh và cúi đầu nhận tội. Tiếp theo trò trình diễn này là quan tòa đưa ra một bản án thật quá nặng nề, vô nhân đạo như tội phản động, tội phản quốc hoặc có nợ máu với nhân dân, bị lên án tử hình, nhẹ lắm là từ 10 đến 15 năm hoặc 20 năm tù hoặc học tập cải tạo. Nếu là án tử hình thì một ngày trước phiên tòa, đội trưởng cải cách ruộng đất ra lệnh đào huyệt sẵn, dựng cột tre sẵn để cột tử tội trước khi xử tử. Huyệt và cột tre cách xa tòa án nhân dân khoảng 20 đến 25 thước.
Chế độ độc tài khát máu này còn áp dụng nhiều phương pháp tàn ác dã man khác để hành quyết tử tội. Tử tội bị xử bắn, đội hành quyết gồm có từ 5 đến 6 bộ đội hoặc du kích trong xã, huyện. Tử tội bị trói thúc ké bỏ vào một cái bội lớn, rồi đội cải cách ruộng đất đem ra sông, rạch hoặc ao, đầm nhận nước cho đến chết. Tử tội bị cột thúc ké vào cột tre dựng lên trên đỉnh đồi trọc phơi nắng cho đến chết. Phương pháp hành quyết khác, tử tội bị chôn sống. Khi bản án được công bố, gia đình tử tội bị tống khứ ra khỏi nhà, tất cả tài sản như nhà cửa, ruộng đất, gia súc, trâu bò, gà vịt, nông cụ, bàn ghế, tủ, gạo thóc đều bị tịch thu. Rất nhiều người bị quy vào tội địa chủ, họ đã tự tử chết để khỏi bị cực hình và nhục nhã. Số người bị giết, bị tù cải tạo, Hồ Chí Minh ra lệnh giữ kín. Mãi đến nay, qua sự tiết lộ của các chuyên viên, nhất là trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, một con số không được chính xác vào khoảng trên 200.000 người bị giết, chưa kể trên 40.000 người bị đài ải trong các trại học tập cải tạo tại các vùng núi bị sốc rét rừng hoặc các bệnh truyền nhiễm đã giết họ chết dần mòn như rạ. Nếu còn sống sót mà trở về cũng trở thành phế nhân, khốn khổ, tủi nhục. Thuế nông nghiệp, công thương nghiệp bần cùng hóa nhân dân, biến toàn dân thành công cụ sai khiến của đảng Cộng sản. Những người tỏ ý bất tuân đều bị khủng bố hoặc hạ sát vì Hồ Chí Minh và đảng cho họ là những thành phần làm trở ngại việc thực hiện một cách mạng vô sản chuyên chính. Cách mạng văn hóa, Hồ Chí Minh triệt tiêu các thành phần trí thức khoa bảng, nhà văn, nhà thơ, quan lại bằng cách cưỡng bách đi học những khóa học tập cải tạo tư tưởng, đài ải lao động nặng nhọc. Song song với việc tẩy não, để đầu óc của họ chỉ còn biết có mỗi một hệ thống tư tưởng Marx Lê và văn hóa đỏ mà thôi. Hồ Chí Minh cho mở các lớp học bình dân khắp các hang cùng ngõ hẻm để dạy cho người dân biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, gọi là chương trình chống nạn mù chữ. Hậu ý đen tối là lợi dụng tập hợp để nhồi nhét tư tưởng Cộng sản. Riêng tại các trường phổ thông, hầu hết các môn học, kể cả toán và vật lý, khoa học, nói chung, đều phải xoáy quanh trọng điểm lý thuyết Cộng sản, đặc biệt chú trọng đề cao các công trình sáng tạo của Cộng sản và phải nhồi nhét vào đầu học sinh tư tưởng, chỉ có xã hội Cộng sản mới thực sự văn minh tiến bộ. Chủ trương giáo dục và văn hóa của Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ tất cả mọi nền nếp, tập tục, truyền thống của dân tộc Việt Nam, thay bằng những tư tưởng, sắc thái của Marx Lê, không ngoài mục đích đầu độc tuổi trẻ quên tổ quốc, dân tộc, tổ tiên, nòi giống, để trở thành tài sai đắc lực cho thế hệ Cộng sản tiếp nối. Vì vậy, Hồ Chí Minh đề ra vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Để phát động phong trào trồng cây trồng người, Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện tại các lớp học chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức ngày 13 tháng 9 năm 1958, có trên 3.000 giáo viên từ cấp 2 đến cấp 3 ở miền Bắc tham dự. Đến năm 1959, Hồ Chí Minh đặt ra Tết trồng cây với câu: "Mùa xuân là Tết trồng cây, là cho đất nước càng ngày càng xuân." Thế là bắt dân chúng thi đua trồng cây. Đồng bào đã đổ mồ hôi nước mắt gia công vào chuyện trồng cây có đến trên 30.000 hectare đất, nhưng tai hại thay lại trồng toàn cây bạch đàn. Trồng cây cốt để tái tạo đồi trọc, tránh đất bị xói mòn. Loại cây bạch đàn rễ vừa ăn, ít sâu, lan rộng, tàn cây lại hẹp, lá không che mưa. Lá của những loại bạch đàn nếu không đủ chất xinol để cất tinh dầu, dầu khuynh diệp, lại quá nhiều chất ấy dễ tạo mùn cho đất, cho nên dưới tàn bạch đàn cây cỏ và cây con mọc được, rễ trơ và đất cũng trơ. Lá bạch đàn dùng không được, gỗ cũng lại dùng không được, gỗ bạch đàn dễ vên, đóng đồ đạc không mấy ai ưa, lại là loại gỗ không thích hợp để làm nhà và làm dùng làm giấy cũng không được vì thớ gỗ quá ngắn. Do đó chỉ còn con đường duy nhất là dùng làm củi, mà củi cũng không đốt được vì khói bạch đàn dễ ám vào cơm. Vì lợi ích 10 năm trồng cây của Hồ Chí Minh là thế đấy.
Chủ trương trồng cây chẳng ích lợi gì và còn làm tệ hại hơn, không giữ được đất mà còn chiếm một diện tích rộng quá lớn. Thật là khổ cho nhân dân và buồn chán cho những mùa Tết trồng cây của Hồ Chí Minh. Còn chuyện trồng người lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Hồ Chí Minh đã trồng một loại người quên cha, quên mẹ và quên luôn cả tổ tiên qua các thời kỳ uốn nắn như sau. Đứa trẻ bắt đầu đến trường và cố gắng vươn lên để trở thành cháu ngoan Bác Hồ với khăn quàng đỏ. Trong sinh hoạt đội thực hiện 5 điều Bác dạy, lớn lên sinh hoạt đoàn cũng mang tên là Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh. Nếu không học nữa, đi làm thì vào hệ thống công đoàn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao tinh thần để xứng đáng là người lao động xã hội chủ nghĩa. Đi quân dịch thì phải vũ trang tư tưởng, bách chiến bách thắng, vô địch giết người, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Khi kết nạp vào đảng thì phải trung với đảng, phải đoàn kết nhất trí, phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng theo quan niệm của Hồ Chí Minh. Từ đội, đoàn, đảng chẳng câu nào nói đến công ơn cha mẹ, tổ tiên. Áp dụng tiêu chuẩn trồng người của Hồ Chí Minh khiến cho thế hệ sau này ở miền Bắc trở thành con người máy, con người không có trái tim, không có bộ óc, nên trong nhà con theo dõi cha mẹ, báo cáo việc làm của cha mẹ. Trong trường, học trò theo dõi thầy cô, báo cáo việc làm của thầy cô giáo. Ngày ngày nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ điều căm thù, đấu tranh, lập trường giai cấp, hồng hơn chuyên. Nhất nhất theo lệnh của đảng, đảng là cha, là mẹ, đảng là ông bà, là tổ tiên, đảng là trên hết, vì đảng đấu tố cha mẹ, vì đảng từ bỏ dòng họ. Kể cả chuyện lấy vợ, lấy chồng cũng do đảng quyết định, cha mẹ ông bà chẳng có quyền chi cản ngăn. Bất kỳ ai, bác, đảng ghép là phản động thì dù đáng tuổi cha, ông cũng gọi là thằng, thằng nọ, thằng kia. Con người do Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản trồng là con người không biết suy nghĩ, không biết phản kháng, vì trong chế độ Hồ Chí Minh, chống đối là mất việc, mất vợ, mất con, mất mạng. Nếu không khéo giữ được mạng sống thì cũng bị tù đày, bị hủy diệt nhân phẩm, bị cắt đứt mọi liên hệ, không ai dám liên hệ, không ai dám nhận diện và luôn luôn có mặc cảm như người bị cùi hủi. Gian ác, độc hại của Hồ Chí Minh là ở chỗ đó. Con người do Hồ Chí Minh trồng khi lớn lên trở thành con người rụt rè, mất hết nhuệ khí, thiếu sáng tạo, thiếu tự lập, nhất là không còn biết tự trọng. Với cấp trên thì sợ hãi, chỉ biết tuân lệnh, chấp hành, với nhân dân thì hỗn láo, sức sượt, hách dịch, trù dập. Hồ Chí Minh đã trồng một loại người máy này để làm lãnh đạo từ trung ương đến địa phương với đạo đức, cách mạng giá hiệu, phỉnh phờ, lường gạt. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, cần là chỉ làm lợi cho cá nhân dù có đi ngược lại với lợi ích chung. Kiệm là ăn tiêu phung phí của công, ăn cắp của công và cướp giật của tư. Chính có nghĩa là tà, gian manh, lừa đảo. Chí công vô tư là chí tư vô công. Mẫu mực đạo đức cách mạng trở thành mẫu mực đạo đức giả, gian xảo, lừa thầy, phản bạn. Tóm lại, con người được Hồ Chí Minh trồng lên là một con người hư hỏng toàn diện. Những con người đó đã nghiền nát tất cả những gì hay, đẹp, cao quý của dân tộc Việt Nam đã có từ trước. Vì Hồ Chí Minh chủ trương một xã hội mà tất cả người dân đều nghèo đói, dốt nát, nên đã tập trung tất cả công trình kỹ nghệ, ruộng đất, tài sản vào tay nhà nước Cộng sản. Ngoài ra, Hồ còn ra lệnh phá hủy đền chùa, miếu vũ, nhà thờ, các công trình lịch sử để thực hiện tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống để thực hiện pháp không chỗ ẩn trú. Nhưng ý đồ thâm độc của Hồ Chí Minh là thực hiện vô sản hóa toàn dân, tiêu diệt tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả mọi người phải là công cụ của nhà nước Cộng sản và chỉ tin nghe giáo điều Mác Lê mà thôi. Tại những vùng Cộng sản chưa kiểm soát được, Hồ Chí Minh đề ra kế sách tiêu diệt hội tề. Hội tề là những giới chức làng xã dưới thời thực dân Pháp. Ban hội tề gần giống như hội đồng xã sau này. Thực chất họ là những con người nhà quê, chất phác,
sinh sống trong vùng Pháp cai trị được nhân dân bầu ra để bênh vực và bảo vệ quyền lợi của nhân dân địa phương, chống lại những hành động cướp bóc, đàn áp vô cớ. Thế nhưng, Hồ Chí Minh lại cắt cử những tổ ám sát, lén lút xâm nhập cướp bóc của cải. Phá hoại mùa màng, rồi đổ tội cho Pháp và chặt đầu các viên chức đem treo giữa chợ, khiến người dân bị khủng hoảng tinh thần. Người dân sống trong cảnh một cổ hai trồng, ban ngày lo ngại giặc Pháp tình nghi có cộng sản ẩn núp trong vùng, nên ruồng bố, bắn phá, truy lùng, bắt bớ, tra khảo. Ban đêm phập phòng lo sợ, bọn cán bộ, cộng sản xâm nhập cướp của giết người, ghép cho người dân, tội phản quốc, việt gian theo Pháp. Do đó, những người dân sống trong vùng Việt Minh hoạt động, chịu cảnh nghèo đói, khổ cực, phập phòng, lo âu và không được tự do làm ăn mà tại những vùng Pháp tạm chiếm, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn, lo sợ, dù là người dân sống ở vùng bên nào, kiểm soát, cũng đều chịu cảnh khổ ải, chán chường, chết chóc, coi Việt Minh, Cộng sản, lẫn thực dân Pháp đều là giặc, là kẻ thù. Lúc bấy giờ, ngay trong vùng kiểm soát của Cộng sản, vẫn có những câu thơ, bài ca truyền, chế nhạo, chửi bới Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản của Hồ. Chẳng hạn như, chính phủ thôi rồi chú phỉnh thôi, chiến khu thóc lúa chú khiêng rồi, thi đua chi nữa thua đi mất, kháng chiến trường kỳ chiến chán, khiến chán thôi. Ngày xưa roi điện thì còn, ngày nay roi gạo soi mòn thịt xương. Ngày xưa nô lệ có cơm, ngày nay độc lập xương sườn lòi ra. Ngày xưa nô lệ ở nhà, ngày nay độc lập đi ra chiến trường. Hồ Chí Minh chính mi gây tội ác, chính mi con quỷ cáo già, chính mi gây cảnh nước nhà tan thương, núi xương, sông máu dài cao, vì ai nếu chẳng quy vào chính mi. Chí Minh, trước cảnh chết chóc triền miên, tài sản lẫn mạng sống của người dân như chỉ mành treo chuông, Hồ Chí Minh chỉ nhằm mục đích phục vụ cho đế quốc Cộng sản, để rồi dân tộc Việt Nam càng ngày càng thấy rõ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và cái gọi là Đảng Cộng sản của ông ta. Vì quá uất hận và căm thù Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, cho nên trong dân gian thời bấy giờ có những câu thơ như Hồ về mất cửa mất nhà, Đảng về một lũ toàn là ngựa trâu, Hồ về chém giết lẫn nhau, Đảng về chỉ có khổ đau tận cùng. Hồ về bom đạn đì đùng, Đảng về đất nước mọi vùng tan hoang, Hồ về cửa nát nhà tan, Đảng về một lũ xài lang cầm quyền, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giặc Pháp thu thuế còn thua Đảng Hồ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồ đạc bán trước, cửa nhà bán sau, có đói thì hãy ăn rau, đừng ăn thịt cá mà đau dạ dày. Bởi thế nên ngay khi Hiệp định Geneva bắt đầu có hiệu lực, hàng triệu người dân trong vùng Cộng sản kiểm soát đã bỏ nhà cửa, của cải ruộng nương, mồ mả ông cha, di cư vào Nam bất chấp các nỗ lực ngăn chặn thô bạo của Cộng sản. Thà sống trong vùng Pháp còn dễ thở hơn vùng Cộng sản, tay sai của Nga. Đó là tư tưởng thôi thúc họ ra đi bất chấp mọi gian nguy. Cuộc di cư chỉ được thực hiện một thời gian quá ngắn nhờ sự quan tâm của Ủy ban Kiểm soát Đình Chiến, nên những đồng bào chậm chân bị kẹt lại vô số. Sau đó, một số ít sống gần bờ biển vị tuyến 17 đã dùng thuyền bè lần lượt trốn thoát vào Nam, hoặc lén bơi qua sông Bến Hải. Trong cuộc hành trình đào thoát, có vô số người bị Cộng sản sát hại cho đến bây giờ chưa được kiểm chứng. Tình hình thế giới biến chuyển bắt buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chế độ thuộc địa và lần lượt rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Toàn dân đứng lên giành lấy độc lập trong tay người Pháp để xây dựng một miền Nam Việt Nam thành một nước tự do, dân chủ và không cộng sản. Thế nhưng Hồ Chí Minh cài lại cán bộ, bộ đội lén lút hoạt động và chôn giấu vũ khí nhằm phá hoại miền Nam Việt Nam. Một bọn này đã bị nhân dân phát giác nên bị bắt gần hết. Hồ Chí Minh tiếp tục cho cán binh xâm nhập miền Nam Việt Nam ngày càng nhiều để tuyên truyền lũng đoạn và bắn giết lẻ tẻ, khuấy động cuộc sống yên lành của toàn dân. Tổ chức cơ sở Cộng sản nằm vùng tuyên truyền phá rối, sát hại nhân viên, xã, ấp, áp đảo tinh thần quần chúng, bắt ép thanh thiếu niên vào mật khu, huấn luyện quân sự,
học tập chính trị chính em, nhồi nhét vào tấm não thanh thiếu niên những hận thù để khuấy rối nhân dân, phập phồng lo sợ, không còn nghĩ đến công ăn việc làm. Họ thành lập những đơn vị bộ đội, từ tiểu đội, trung đội, đại đội, dần đến tiểu đoàn, trung đoàn, thường xuyên đánh phá khắp mọi nơi. Đến năm 1960, Hồ ra lệnh xua quân ồ ạt từ miền Bắc vào Nam bằng đường rừng, thiết lập con đường xâm nhập gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, thành lập một tổ chức quy mô gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam, nhằm mục đích tấn công Việt Nam, miền Nam Việt Nam bằng vũ lực, và sau đó lại đẻ ra một chính phủ bù nhìn tay sai của Hà Nội gọi là Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Từ đó, theo lệnh của Hồ Chí Minh, bọn này liên tục mở ra những trận đánh phá, tấn công đồn, bốt, các cơ quan, quân sự, chính quyền, phá hủy cầu đường, các công trình công cộng, pháo kích bừa bãi, giết hại dân lành, khiến một cuộc chiến tranh nồi da sáu thịt giữa Bắc Nam mỗi ngày thêm ác liệt. Nếu quả thật Hồ Chí Minh là người vì dân, vì nước một lòng, quyết tâm xây dựng lại cơ đồ, đem lại hạnh phúc cho đồng bào sau chuỗi ngày đầy đau khổ, tột cùng vì chiến tranh, thì sau khi giành được độc lập tại miền Bắc, Hồ Chí Minh phải vận dụng tài năng, trí tuệ, lo cho nhân dân được no cơm áo ấm, xây dựng và phát triển xã hội lành mạnh, phú cường. Sau đó, cho nhân dân hai miền Việt Nam được tự do thông thương, để nhân dân miền Nam thấy được tự do, tiến bộ, giàu mạnh của miền Bắc mà tự cảm hóa. Đó là đường lối tuyên truyền thuyết phục hữu hiệu nhất, đâu cần phải sử dụng đến vũ lực để giải quyết. Phải chăng miền Bắc chẳng có được gì để so sánh với miền Nam ngoài các sở trường gian manh, điêu ngoa, xảo trá, tàn ác. Nhân tài, vật lực, khoa học, kỹ thuật chỉ là con số không to tướng, nên mới dùng đến hạ sách là đánh phá, cướp giật. Nhưng bất hạnh thay, Hồ Chí Minh vẫn nuôi tham vọng chiếm đoạt miền Nam trong thời hạn sớm nhất để biến cả nước Việt Nam thành chư hầu cho đế quốc đỏ Liên Xô, và sau đó trở thành bàn đạp để bành trướng bá quyền cộng sản sang các lân bang và nuốt luôn cả vùng Đông Nam Á. Ý đồ gian ác này đã thôi thúc Hồ thực hiện cuộc xâm chiếm miền Nam bằng đường lối tàn bạo nhất. Hồ Chí Minh đã cưỡng bách nhân dân miền Bắc vốn đã đói nghèo, còn phải thắt lưng buộc bụng, hạt gạo sẽ làm tư cho một miền Bắc, cho một miền Nam, một cho Lào và một cho Miên, để sớm hoàn thành sứ mệnh thôn tính và xích hóa toàn vùng cho Cộng sản Mẫu quốc Liên Xô giao phó. Một cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam rõ ràng là do chủ trương của Liên Xô và Trung Quốc. Hai nước đầu đàn Cộng sản này tiếp trợ vũ khí, quân trang và kể cả mọi phương tiện chiến tranh hạng nặng để Hồ chuẩn bị tấn công vũ bão lúc tới thời điểm. Trước tình thế đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi các nước tự do trên thế giới giúp đỡ, chặn đứng âm mưu bành trướng thế lực Cộng sản và bảo vệ chế độ tự do dân chủ của Nam Việt Nam, và đã được sự ủng hộ nhiệt thành đáng kể nhất là Hoa Kỳ, Úc, Đại Hàn. Chẳng những tài trợ vật lực mà còn giúp đỡ về nhân lực, khiến khối Cộng sản không thể nuốt trôi Nam Việt Nam. Cuộc chiến tranh trở nên ác liệt nhất thế giới lúc bấy giờ, khiến số tử vong ngày càng tăng cao. Để lập công với chủ, củng cố uy tín của một tay sai đắc lực cho đế quốc Nga Xô, Hồ Chí Minh ra lệnh bắt ép tất cả thanh thiếu niên từ 14-15 tuổi và cả những người già từ 5-60 tuổi đày vào miền Nam Việt Nam làm bia đỡ đạn cho chúng, mở những đợt tấn công biển người gọi là tổng công kích. Lợi dụng thỏa hiệp tạm ngưng chiến trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Hồ Chí Minh hạ lệnh cho đồ đệ đảng viên liều lĩnh tổng tấn công bằng vũ lực vào miền Nam Việt Nam vào đúng ngày Tết Mậu Thân, cái Tết thiêng liêng của dân tộc, mệnh danh là chiến dịch tổng công kích tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968. Chiến dịch tiến công này của Hồ đã thui đốt gần nửa triệu cán binh vô tội đến từ miền Bắc. Phần đông là những trẻ em từ 14 đến 16 tuổi bị tuyên truyền và bắt ép cầm súng vào Nam. Trận chiến dịch Mậu Thân 1968 đã khiến hàng trăm ngàn nhà cửa làm mồi cho thần hỏa, cho bom đạn và hàng trăm ngàn người dân vô tội chết oan uổng bởi chủ trương mù quáng của Hồ Chí Minh. Hàng trăm chùa chiền, nhà thờ, trường học, công trình tạo tác lịch sử bị thiêu rụi.
hàng ngàn cầu cống, đường xá, cơ sở sản xuất bị phá sập. Hàng triệu lương dân màn trời chiếu đất trong dịp đầu xuân, ngày Tết và biết bao nhiêu người lớn, trẻ thơ bị vong mạng trong trận tấn công này. Tàn nhẫn nhất, trước khi bị thua, rút lui chạy làng, Hồ Chí Minh còn ra lệnh bắn giết và tàn ác, dã man nhất là chôn sống tập thể hàng chục ngàn lương dân vô tội tại Huế và lẻ tẻ ở khắp mọi nơi tại miền Nam Việt Nam. Nhưng ý đồ độc ác, tàn nhẫn vô nhân đạo của Hồ Chí Minh nhằm quyết liệt xâm chiếm miền Nam Việt Nam bất thành. Tức tối vì thua đau, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, Hồ Chí Minh sinh uất khí, lâm trọng bệnh và thoi thóp nằm chờ chết trên giường bệnh. Trước khi tắt thở, Hồ Chí Minh vẫn không từ bỏ âm mưu thôn tính miền Nam và gây khổ đau cho quê hương dân tộc. Hồ Chí Minh đã ráng hết sức mình với hơi tàn sức kiệt, viết di chúc để lại cho đồ đệ cán bộ, đảng viên dặn dò bằng mọi cách phải giải phóng, đánh chiếm miền Nam Việt Nam cho kỳ được. Có như thế, Hồ Chí Minh mới yên lòng về gặp các đồ tể Cộng sản Lenin, Stalin nơi chính suối. Hồ Chí Minh chết rồi, nhưng sau đó các đồ đệ mù quáng và trung thành của Hồ Chí Minh đã quyết tâm thực hiện di chúc, leo thang chiến tranh, liên tiếp mở ra những cuộc tấn công khác vô cùng thảm khốc, đẫm máu với sự hỗ trợ của các quan thầy Nga Sô Trung Cộng. Điển hình nhất là chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 bằng kế hoạch biển người điên cuồng khát máu, thí quân một cách oan uổng chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Cán binh Việt Cộng được lệnh tấn công không những nhắm vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà còn nhắm cả vào thường dân vô tội, kể cả đàn bà, trẻ thơ, tấn công đến đâu, đốt phá, bắn giết đến đó, thậm chí đến súc vật trâu bò. So với các cuộc tấn công của quân đội thực dân Pháp thì cường độ tấn công mùa hè năm 1972 của Việt Cộng vượt quá mức tưởng tượng. Cuộc tấn công đã tạo ra kinh hoàng cho dân chúng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, xác chết của người dân, đàn bà, con nít, súc vật nằm ngổn ngang khắp nơi. Không bút mực nào tả hết mức độ tàn bạo, vô nhân của Cộng sản miền Bắc. Suốt 2 tháng ròng rã sau trận chiến mùa hè đỏ lửa, việc chôn xác và dọn dẹp chiến trường cũng chưa hoàn tất nổi. Vì quá sức tưởng tượng nên báo chí đã gọi quãng đường Quảng Trị Huế là đại lộ kinh hoàng. Đường lối sắc máu không những áp dụng đối với phương mà còn hành xử cả đối với hàng ngũ cán binh. Lính Cộng sản bị xiềng chân vào các khẩu đại liên để họ chỉ có một con đường duy nhất là liều mạng xông tới. Không thể rút lui tháo chạy, như thế là đã thực hiện lời di chúc, sinh Bắc tử Nam, trung với đảng, hiếu với bác. Do đó mà cường độ chiến tranh Nam Bắc đã trở nên vô cùng ác liệt. Đồng thời các đồ đệ của Hồ Chí Minh như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười lấy hình thái cuộc chiến tranh chống Pháp của Hồ Chí Minh làm khuôn mẫu, tức là thực hiện mưu lược vừa đánh vừa đàm, vừa leo thang chiến tranh giành thắng lợi, đồng thời tích cực vận động hòa đàm thương thuyết. Việt Cộng đã nhờ quan thầy Nga Sô vận động các nước đồng minh với Việt Nam, nhất là Hoa Kỳ, tìm một giải pháp cho Nam Bắc Việt Nam bằng cách ngồi vào bàn hội nghị thương thuyết hòa bình. Cùng thời gian đó là hệ thống tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam và quốc tế gây ấn tượng bằng cách ra sức tạo dựng những hình ảnh chết chóc ghê rợn mà quân lực đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang hứng chịu tại chiến trường Việt Nam để dân chúng các nước này phải đặt vấn đề xét lại thiện chí tham chiến của quân đội đồng minh. Các phần tử thiên cộng phản chiến gia tăng hoạt động, tạo phong trào xuống đường biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam bất cứ giá nào. Phong trào này đã đem lại phần thắng lợi cho Cộng sản miền Bắc và thất lợi cho miền Nam Việt Nam. Các cuộc xuống đường biểu tình đòi hỏi chấm dứt chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại các thành phố lớn của các quốc gia tự do trên thế giới. Do đó, hội nghị hòa bình để thương thuyết chấm dứt chiến tranh được tổ chức tại thủ đô Paris và giằng co mãi đến cuối năm 1972 mới đạt được quan điểm chung về hòa bình chấm dứt chiến tranh Việt Nam bằng một hiệp định quốc tế.
Hiệp định này đã được ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, gồm có 9 chương, 23 điều nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam trên căn bản tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam, góp phần củng cố hòa bình tại Á Châu và thế giới. Quả thực, bọn tay sai của Hồ đã đạt được mục đích trên. Hiệp định hòa bình chấm dứt chiến tranh tại Nam Việt Nam vừa ký xong, Việt Cộng đã vội vã chiếm đất, giành dân tại các địa phương xa xôi hẻo lánh, ám sát cán bộ, xã, ấp, xúi dục dân chúng đòi thực thi hòa hợp, hòa giải dân tộc, gây sự xáo trộn trật tự xã hội, rối loạn nội bộ Nam Việt Nam. Trong khi đó, Nga, Xô, Trung Cộng và các nước Cộng sản Đông Âu tiếp trợ xe tăng, vũ khí nặng cho Hà Nội, chuyển vận tới tấp vào Nam Việt Nam. Tăng cường quân số, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh quy mô ác liệt hơn, lúc bấy giờ là Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo thực thi hiệp định, giảm quân số, ổn định đời sống nhân dân, kiến thiết xứ sở. Các lực lượng đồng minh trợ giúp cho Nam Việt Nam lần lượt rút ra khỏi miền Nam và tiết giảm mọi khoản viện trợ. Tay sai Hồ vội vã mở màn trận chiến quy mô tấn công chiếm cứ bang Mê Thuộc và các tỉnh cao nguyên làm căn cứ và đồng loạt đánh phá khắp mọi nơi, cắt đứt từng mảnh Việt Nam, quyết tâm xâm chiếm toàn lãnh thổ. Độc ác nhất là bọn đồ đệ của Hồ lãnh đạo miền Bắc tuyên truyền đầu độc nhân dân miền Bắc bằng luận điệu. Tại miền Nam Việt Nam chỉ còn một vài đồn bốt lẻ tẻ không đáng kể. Nhân dân vì đế quốc Mỹ và các chư hầu bóc lột sạch sẽ, tàn tệ, đói rách, nay chúng đã rút ra khỏi Nam Việt Nam, đồng bào đang chờ sự giải phóng của ta để cứu giúp họ. Bị tuyên truyền lừa bịp, người dân miền Bắc không ngần ngại xung phong vào Nam, gọi là tham gia giải phóng miền Nam. Cho nên cuộc tấn công vào Nam bằng chiến thuật biển người lần này vô cùng khốc liệt, dã man và tàn bạo. Chỉ hơn 30 ngày, Việt Cộng đã chiếm trọn Nam Việt Nam, giết hại vô số dân lành, thiêu hủy bao nhiêu nhà cửa, tài sản của nhân dân, mà chúng gọi hành động này là giải phóng, là chiến thắng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi hai nền cai trị quân Việt dưới hình thức quân quản tại Nam Việt Nam, bọn lãnh đạo đồ đệ Hồ bắt tập trung tất cả quân nhân công chức có liên hệ chính quyền Nam Việt Nam đem đi thủ tiêu một số. Còn một số đông bị cầm tù một cách dã man, chưa từng có trong lịch sử nhân loại, như tra tấn, đánh đập, bắt đi rà mìn, gỡ bom tại các căn cứ quân sự và những nơi tình nghi còn chất nổ sót lại, làm trâu kéo cày sản xuất, khai khẩn rừng núi làm nông trường. Ban ngày, lao động nặng nhọc phải đạt chỉ tiêu, ban đêm học tập kiểm thảo, cơm khoai không đủ no, áo không có mặc, bệnh hoạn không thuốc men. Chương trình đầy đọa này được chúng đặt tên là học tập cải tạo. Nhiều nạn nhân đã gục chết tại các trại cải tạo từ Nam đến Bắc. Chưa kể đến một số lớn bị đánh đập, tra tấn, giam, bỏ đói cho đến chết một cách thê thảm. Nhìn lại lịch sử nước nhà, qua 3 lần đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược, tìm thấy tài liệu chứng cớ có cả vương hầu, khanh tướng làm tay sai cho giặc, ức hiếp dân lành vì uất hận một số võ quan xin Đức Trần Hưng Đạo tâu vua đem họ ra xử tội. Vua Trần Nhân Tông liền ra lệnh tập trung tất cả các tài liệu, chứng cớ làm tay sai cho giặc rồi nửa đêm cho nổi lửa đốt hết, vua tha tội để yên lòng người. Sau 9 năm kháng chiến chống quân Minh, đang đô hộ nước ta, có hàng vạn người theo giặc chống lại kháng chiến, đủ mọi hình thức là quan đi lính, sử gọi là ngụy quan, ngụy quân. Kháng chiến thành công, vua Lê tha tội hết, chỉ có một số gây nhiều nợ máu với dân quá nặng thì bị phát lưu, đi làm đồn điền, nhưng vẫn cho vợ con đi theo. Đối với kẻ phản quốc đã chết hoặc bị lưu đày mà vợ con không bỏ làng đi theo, vua Lê vẫn chia ruộng đất để canh tác làm ăn. Đối với người trong nước thì như vậy, đối với kẻ thù, vua Lê vẫn khoan dung tha thứ. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung tiến vào Thăng Long, áo bào còn đen màu thuốc súng, có hàng vạn người Hoa từng theo quân Thanh làm nhiều điều trái ngược, gây nhiều tội lỗi, nhưng vua lại làm ngơ, truyền lệnh cho tự do, coi như không biết, không bắt giết một ai, kể cả tay chân bộ hạ của vua Lê Chiêu Thống. Vua Quang Trung ban chiếu hành binh,
phủ dụ và đối xử nhân đạo với hàng vạn binh lính Tàu qua Việt Nam cướp nước. Chưa đủ, vua còn cho lập đàn làm chay cầu siêu cho cả quân thù đã bỏ mạng vì tội xâm lăng. Đấy là nhân đức Việt Nam, là tinh túy của dân tộc, nên tổ tiên chúng ta lúc nào cũng cư xử có đức độ, khoan dung, lịch sự và văn minh như thế. Chỉ có Hồ Chí Minh và tập đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu chủ nghĩa ngoại lai, vong bản, vô đạo mới áp dụng chủ trương sắc máu, trả thù bằng cách hèn hạ, tàn ác đến thế. Không những đối với quân cán chính thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà còn đối với những người liên hệ trong gia đình như ông bà, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cháu, họ hàng, không cho làm việc trong các công sở, không cho theo học bậc đại học vì lý lịch liên hệ đến tù nhân gọi là cải tạo. Tương lai của lớp trẻ này thật vô cùng đen tối chỉ vì cha, mẹ, anh em của họ ở miền Nam và phải làm bổn phận của người dân sống trong xã hội tự do mà thôi. Đối với dân chúng, đồ đệ của Hồ áp dụng chính sách cướp của giết người dưới hình thức kiểm kê tài sản, phân loại đối xử. Tư sản mại bản bị tịch thu hoàn toàn của cả nhà cửa, bắt đi tù như số phận quân nhân công chức chính quyền ngụy. Tư sản dân tộc bị tịch thu tài sản và đuổi đi vùng rừng thiên nước độc, lao động sản xuất cho đảng đã định sẵn gọi là vùng kinh tế mới. Tư sản tư doanh bị đuổi ra khỏi nhà nhưng được chọn nơi đi sản xuất tự túc, không bắt buộc phải đến vùng kinh tế mới, đã định sẵn. Tất cả máy móc, dụng cụ sản xuất, chế biến đều bị tịch thu. Ngoài ra, bạo quyền Hồ còn thực hiện việc đổi tiền, cũng không ngoài mua đồ cướp của. Ví dụ có bao nhiêu tiền cũng chỉ được cấp phát 200 đồng tiền Hồ trở xuống. Đối với thành thị, 100 đồng trở xuống đối với thôn quê. Đồng thời mở chiến dịch bắt buộc mọi người phải đến ngân hàng nhà nước, chỉ có một ngân hàng duy nhất, để khai nộp vàng và quý kim vốn bị coi là quốc cấm. Do đó, nhiều người bị mất sạch của cải dành dụm từ lâu đã tự tử một cách oan nghiệt. Cùng lúc, đồ đệ Hồ áp dụng chính sách cải cách ruộng đất bằng hình thức tịch thu của địa chủ, phú nông tập trung vào nông trường chính phủ, ruộng đất của trung nông, bần nông bị bắt buộc sung vào hợp tác xã sản xuất tập thể. Chủ ruộng đất chỉ là nông dân làm công chấm điểm, được chủ ruộng mới nông hội. Công cụ của đảng trả công mỗi ngày 2kg thóc đối với công nhất, 1kg đối với công nhì. Những người già cả, tàn tật hoặc thiếu nhi thì gia đình phải tự lo liệu bao bọc nuôi nấng lấy. Về mặt công kỹ nghệ, thương mại, hoàn toàn tập trung vào nhà nước quản lý, nhưng chủ hãng xưởng, cửa hàng biến thành các công nhân đi làm cho nhà nước. Lương chết đói, lương mỗi tháng chỉ có thể mua 100kg gạo. Xin lỗi quý anh chị, lương mỗi tháng chỉ có thể mua 10kg gạo và một thước vải. Do đó, tình trạng nghèo đói đã diễn ra khắp mọi nơi và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Người dân quá nghèo đói, không đủ sức khỏe sản xuất vì làm mà không được hưởng cơm no áo ấm, nên nông dân công nhân ù lì, lơ là, bỏ ruộng đất hoang, cơ xưởng đình trệ, chưa kể phá hoại, ăn cắp vật liệu, máy móc. Mọi chủ trương chính sách của chế độ do Hồ vạch ra chẳng những làm cho đất nước nghèo đói, lạc hậu mà dân tình chịu cảnh khốn khổ, tang thương, chết chóc, nhưng Việt Cộng ngang nhiên không nới tay lại còn đề ra khẩu hiệu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Chẳng những thế, đồ đệ Hồ còn cố gắng thực hiện mưu đồ lãnh đạo cả Đông Dương, tiếp tục mở rộng chiến tranh xâm chiếm các nước láng giềng, Lào, Miên bằng vũ lực, bắt thanh niên thiếu niên đi làm bia đỡ đạn, nuôi ý đồ làm bá chủ các nước Đông Nam Á, thực hiện di chúc tay sai cho quốc tế cộng sản của Hồ Chí Minh. Nguy cơ nghèo đói, lạc hậu do chính sách phá hủy, bần cùng hóa nhân dân mà đồ đệ Hồ đã và đang thực hiện tại Việt Nam bằng nhiều phương cách vô cùng độc ác. Mang rợ, mệnh danh là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã làm cho hầu hết người dân lo sợ khủng khiếp, phải tìm cách mọi phương tiện để trốn thoát ra đi, chấp nhận liều lĩnh cả mạng sống trên cả biển bằng ghe thuyền thô sơ, đơn giản, bằng xe đạp hoặc đi bộ đường rừng, vượt biên giới Miên Lào. Biết bao thân xác đã vùi sâu dưới đáy biển, trên rừng núi, hàng triệu gia đình bị thất lạc, ly tán, chết chóc
hàng triệu người dân lành phải bỏ xác trong các trại tù cải tạo vùng kinh tế mới. Hàng trăm ngàn người gọi là Việt Cộng ưu đãi bị bán đi làm nô lệ tại Nga và các nước Cộng sản Đông Âu. Đám lao nô này có bổn phận phải chia tiền công cho nhà nước, gọi là đóng góp, trả nợ cho Việt Cộng. Về mặt xã hội, văn hóa, giáo dục, sau khi Việt Cộng ngự trị cả nước, bọn đồ đệ Hồ áp dụng chính sách ngu dân, tổ chức lưới công an chằng chịt từ cơ sở, tổ, khóm, ấp, phường, xã, phân loại, thành phần chính trị xã hội, bắt đi làm công tác, vét mương, đào đập từng thời gian. Ngắn tùy theo thành phần và tự theo, đem theo lương thực, gọi là công tác xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mọi người dân đều thay phiên nhau đi liên tục, ban ngày lao động, ban đêm học tập lý thuyết duy vật để tiến bộ, giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Ở đâu cũng có khẩu hiệu to tướng treo khắp hang cùng ngõ hẻm, đền đó chữ vàng. Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, chủ nghĩa Mác Lênin muôn năm, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Đó là những khẩu hiệu Hồ Chí Minh đề ra cho đồ đệ thực hiện, bắt ép người dân chỉ biết học thuộc lòng, nhai đi nhai lại có bấy nhiêu và phải làm cho kỳ được, nên xã hội càng ngày càng đối rất bần cùng, lạc hậu và chết chóc triền miên mặc dù chiến tranh đã kết thúc. Cho nên mọi người dân sống dưới chế độ Việt Cộng đã cùng quẫn tối tăm, căm thù chế độ độc ác và khắc nghiệt nhất trong lịch sử dân tộc. Chỉ còn suy nghĩ quẫn, trả thù ngầm bằng những câu thơ, ca dao tục ngữ, truyền khẩu nhằm phản lại tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ của Việt Cộng. Độc lập là mất cam ranh, tự do là bán dân lành cho Nga. No là cơm độn bo bo, ấm là quần rách để thò bắt ra. Hạnh phúc là tố mẹ cha, hòa bình là bắt trẻ ra chiến trường. Tự do chết đói với nhau, độc lập đứng dậy làm trâu kéo cày. Giải phóng lâu ngày thành phỏng giái, hồ hởi làm sao được hởi hồ. Khoai sùng sáng thối phải hoang hô, chỉ tiêu vẫn đạt mà dân đói, phấn khởi rồi đây, bới phẫn khô. Bỏ đảng sao vàng, dân no ấm. Bản đỏ là bỏ đảng, Bác Hồ lộng kiến nước tự do, lộng kiến là liện cống. Bỏ đảng sao vàng dân no ấm, liện cống Bác Hồ nước tự do. Bác Hồ chết phải giờ linh, cho nên dân Việt điêu linh dài dài. Bác Hồ chết phải giờ thiên, cho nên dân chúng vượt biên đùng đùng. Bác Hồ chết phải giờ trùng, cho nên con cháu nổi khùng nổi điên. Đứa tỉnh thì đã vượt biên, những đứa kẹt lại không điên cũng khùng. Đến tên các con đường tại Sài Gòn, Việt Cộng cũng thay đổi tất cả nhằm tuyên truyền, đề cao những tên Việt gian tay sai cho chúng, bị nhân dân đặt ngược lại bằng những câu vè. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, đồng khởi vùng lên mất tự do. Đường công lý Việt Cộng thay là đường Nam Kỳ khởi nghĩa, tự do thay là đồng khởi. Và hàng ngàn loại thơ về châm biếm chế độ phi nhân khát máu Việt Cộng được truyền tụng trong dân gian, mặc dù công an bắt bớ tù đầy vẫn không dập tắt được sự chống đối ngấm ngầm khắp mọi tầng lớp dân chúng, nhất là người lao động chán ngấy với khẩu hiệu thi đua sản xuất. Bởi vì cán bộ đảng viên Cộng sản phè phỡn, làm chủ nhân ông từ hang cùng ngõ hẻm, từ nông trường đến xí nghiệp, tha hồ bóc lột và áp bức nhân công nên đã bị dân chúng mỉa mai. Một người làm việc bằng 2 để cho thủ trưởng mua đài mua xe, một người làm việc bằng 3 để cho thủ trưởng mua nhà xây sân, một người làm việc bằng 4 để cho thủ trưởng tiền dư bạc thừa, một người làm việc bằng 5 để cho thủ trưởng vừa nằm vừa ăn. Mọi người phải cúi đầu phục vụ, hoan hô, vỗ tay, gọi là giác ngộ, tiến bộ đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản quang vinh lãnh đạo. Ai tỏ ý bất bình lập tức bị bắt đi thủ tiêu hoặc cầm tù. Mặt khác, đồ đệ bè đảng Hồ đề ra chính sách bịp bợm dân chủ, giả hiệu để lừa đảo, phỉnh gạt và lý luận cho đỡ ngượng miệng. Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo. Nhiều người liều lĩnh phát biểu trong các buổi học tập, sinh hoạt cưỡng bách,
xin được làm đầy tớ có cơm thừa canh cặn ăn no, chứ không nhận làm chủ bị đối sách và đến hai tầng kiểm soát sai khiến thì không ham. Những người phát biểu như trên thường là những người con, cháu, anh từng theo Việt Cộng trước năm 1975, nay đã thấy bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và bè lũ đâm ra bực tức. Nhưng các trại cải tạo đã mở rộng cửa chờ sẵn, nên dù bực tức thù ghét đến đâu vẫn phải cố bịt tai, nhắm mắt, câm miệng. Bất cứ việc gì Cộng sản đề ra cũng phải làm. Có mỗi một điều là vỗ tay hoan hô, đồng ý nhất trí. Điều mọi người cần phải nhập tâm là muốn sống phải giả dại qua ải, cho xong cái kiếp làm trâu ngựa dưới chế độ Cộng sản. Mệnh danh là xã hội chủ nghĩa mà mọi người đều châm biếm là xạo hết chỗ nói. Nhưng thâm thúy sâu sắc hơn có lẽ là hai hàng chữ viết tắt được diễn nguyên từ như sau: xã hội chủ nghĩa xếp hạng con người, xã hội chủ nghĩa xuống hàng chó ngựa. Sau khi Việt Cộng cưỡng chiếm được toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, bọn chúng rêu rao là giải phóng đất nước. Nhờ công lao, đường lối cách mạng của Hồ, cán binh Việt Cộng có cơ hội đàn áp, bóc lột nhân vật lực, tài sản của đồng bào miền Nam Việt Nam làm của riêng. Nên có người hỏi, ai giải phóng ai? Miền Bắc giải phóng miền Nam hay miền Nam giải phóng miền Bắc? Ai được ai mất? Ai được nó ai bị đói? Bọn chúng không trả lời được, chỉ ghi vào sổ đen rồi bắt đi tù vì các tội phản tuyên truyền, phản động. Cho nên người dân sống dưới chế độ Việt Cộng phải chịu muôn ngàn cay đắng khổ sở, phải giữ gìn từ lời nói, phải cân lường từ hơi thở. Vì vậy không ai mà không muốn tìm đường vượt biển trốn thoát chế độ. Người dân thường ví trụ đèn mà có chân cũng không muốn ở với Việt Cộng. Bọn đồ đệ của Hồ Chí Minh biết được người dân bất cứ thành phần nào cũng muốn trốn thoát khỏi chế độ Cộng sản qua các cuộc vượt biên chui. Chui là trốn tránh sự kiểm soát của công an biên phòng, nếu bị bắt là chấp nhận chết hay ở tù. Nên thường dùng vàng hối lộ cho công an hay các cơ quan địa phương để trốn thoát. Thấy vậy, đồ đệ của Hồ Chí Minh liền nghĩ ra kế lấy vàng của dân muốn vượt biên bằng cách bán bãi. Bãi là nơi hẹn tập trung để đi ra tàu. Bán bãi chưa thu được nhiều vàng, đồ đệ Hồ Chí Minh lại đứng ra tổ chức gọi là ra đi bán chính thức. Mỗi người phải đóng từ 5 cây đến 10 cây vàng, có khi nhiều hơn. Thu vàng xong, chúng đưa người xuống tàu, rồi kéo tàu ra hải phận quốc tế. Điều đáng kinh tởm là bọn cán bộ Cộng sản quá tham lam đã đưa người lên tàu quá số lượng để thu vàng cho nhiều, nên có nhiều chuyến ra đi bị chìm xuống đáy biển làm mồi cho cá hoặc thiếu nước, thiếu ăn phải chết thảm, rồi đẩy xuống biển. Mặc dù biết thế, nhưng người dân vẫn chấp nhận ra đi hơn là ở lại với Cộng sản. Con người sống trong chế độ Việt Cộng còn thua xa con vật, nên dù là thành phần không đối nghịch chính trị với Cộng sản, người ta vẫn liều lĩnh ra đi tìm tự do và sự sống. Đó là luật sinh tồn tự nhiên của vạn vật, tuyên truyền xạo trá, bịp bợm và bánh vẽ là ngón nghề của Hồ. Nghề sáo mỹ này được truyền lại cho đám đông môn đệ mẫn cán nhai đi nhai lại mãi. Tình trạng nghèo đói, lạc hậu, tiêu điều, đổ nát, đời sống khó khăn, mỗi ngày một trầm trọng thêm. Ngày nay, không còn một người dân Việt Nam nào còn tin nghe đám đồ đệ của già Hồ. Người dân lành chỉ mong sao bỗng dưng bán đảo Đông Dương sụp xuống, chìm xuống lòng biển và lòng nhận lấy cái chết im lặng hoặc chờ đợi thế giới bên ngoài đến giải cứu mà thôi. Thế nhưng thế giới bên ngoài đã không thể thấy hết được sự độc ác, dã man, thâm độc và hèn hạ của Hồ Chí Minh và bè đảng đối với nhân dân Việt Nam từ khi Hồ cướp công đoạt quyền lãnh đạo chính quyền, bành trướng chủ nghĩa độc đoán để lập công với Cộng sản quốc tế. Vì sự che đậy gian xảo của Hồ và đồ đệ đã lừa gạt được dư luận thế giới bên ngoài, nên bọn chúng tự tôn là ranh mãnh khôn khoan nhất trong nhân loại, tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ loài người. Chỉ có người Việt Nam mới thấy và nhất biết và biết rõ nên chế giễu đỉnh ngu nhất loài vật. Vì ngu nhất mới làm tay sai cho ngoại bang, vì ngu nhất mới cúi lòn khắp các nước,
Và từ thực dân đến đế quốc, từ tư bản đến cộng sản mà không cảm thấy nhục. Vì ngu nhất mới bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân và mang chủ nghĩa cộng sản ngoại lai áp đặt trên quê cha đất tổ, xóa bỏ biên cương giống nồi, nguồn gốc phản bội tiền nhân tổ tiên cha ông, tập quán tốt đẹp ngàn đời của xứ sở. Cưỡng bách, phỉnh dụ, lừa gạt mọi người, cúi đầu làm nô lệ cho quốc tế cộng sản. Vì ngu mới nở tâm giết hàng triệu người dân suốt nửa thế kỷ qua. Vì ngu mới đưa đất nước và dân tộc vào tình trạng nghèo đói, lạc hậu nhất thế giới hiện nay và biến đất nước thành chư hầu của cộng sản quốc tế. Tội ác của Hồ Chí Minh đã gây ra suốt nửa thế kỷ quả ngút cao thấu trời xanh, không giấy bút nào có thể ghi cho hết và không thể so sánh với bất cứ một tên tội đồ nào trong lịch sử nước nhà. Tội ác của Hồ chẳng những chỉ khiến cho dân tộc Việt Nam trong quá khứ và hiện tại hoàn toàn bị phá sản về vật chất lẫn truyền thống tinh thần dân tộc, mà còn là mối nguy cơ cao, tai hại cho tương lai như đã trình bày ở phần Hồ Chí Minh trồng người. Điều này được chứng minh mặc dù Hồ Chí Minh đã chết, vẫn được đám môn đệ mù quáng nghe theo, làm theo chủ trương, chính sách, đường lối và âm mưu của Hồ. Gọi là thực thi lời di chúc của Bác, bắt buộc nhân dân cúi đầu làm tôi mọi, gọi là nhớ ơn cha già kính mến của dân tộc. Đồ đệ bè đảng Hồ Chí Minh không khi nào từ bỏ âm mưu gây tội ác đối với nhân dân. Cho nên khi cưỡng chiếm được miền Nam 30 tháng 4 75, tập đoàn Cộng sản đã thẳng tay trả thù một cách hèn hạ, tàn bạo, dã man, điểu cán với dân lành mà chúng gán cho cái tội danh ngụy quân, ngụy quyền, ngụy dân. Tóm lại, chẳng những Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng sản Việt Nam gây tội ác bằng hành động mà còn hạ thấp với các giá trị tinh thần của người dân, tức là gây tội ác về tư tưởng và tín ngưỡng. Phật Chúa, tiền nhân, tổ tiên, tất cả đều bị Hồ và tập đoàn Cộng sản coi như vô giá trị. Quả thật, con người Cộng sản như Hồ Chí Minh đã giấy đầy được tội ác từ ý nghĩ đến hành động, từ cốt lõi đến ngoài da thịt đã mất hết nhân tính, từ thuở bé đến khi nằm xuống. Sử sách không làm sao ghi chép cho hết được.